Bỏ phần ánh sáng mới rồi. Xin nhắc các đoàn,
không phải đôi viên nhá. Đây. Nguyên trai. Đúng rồi.
tóc luôn. Đến với nhiều men thì con gan nó cứ thùi được ấy. Tên lửa đảo Hoàng Sa. Bốn bốn cái này. Và quân đảo Hoàng Sa thì lại cho với Việt Nam. Xin lại với bắn nữ. Lại vẫn cho coi con điện thoại cho trong cái sẵn đâu. Thì xã Kiên và báo cho đơn vị xã Phượng. A 13 B 12 C 19 11 D 22 11 A 12 đáp án của bạn là gì? A. Xin chúc mừng một xã đơn vị anh chị. Đơn vị xã Phương. Xã Phương đơn vị chỉ. Đơn vị hành chính. 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 Đơn vị hành chính.